này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của mười lực phật nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp không quên mất nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của tánh luôn luôn xả nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của trí nhất thiết nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của tất cả pháp môn đà la ni nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của tất cả pháp môn tam ma địa nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của quả dự lưu nhưng đối với việc này không chấp trước tuy thường chỉ rõ tác dụng của quả nhất lai bất hoàn a la hán nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của quả vị độc giác nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của tất cả hạnh đại bồ tát nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy thường chỉ rõ tác dụng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật nhưng đối với việc này không chấp trước này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa dẫn đạo đại bồ tát khiến hướng đến quả vị giác ngộ cao tột nhất định chẳng thối chuyển nửa chừng này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa tuy khiến đại bồ tát xa lìa các bậc thanh văn độc giác thân cận quả vị giác ngộ cao tột nhưng đối với các pháp không khỏi không diệt vì lấy tánh an trụ của pháp làm định lượng lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không khỏi không diệt thì tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu bố thí ba la mật đa tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu tịnh giới ba la mật đa tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu an nhẫn ba la mật đa tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu tinh tấn ba la mật đa tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu tịnh lự ba la mật đa tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải tu bát nhã ba la mật đa